Rồi, đầu tiên á, là mình muốn chuyển màu này á, theo nguyên tắc á, là mình phải chọn tất cả những cái hoa này, tất cả những cái hoa này, dùng magic wand mình chọn từng cái đúng không? Thì nguyên tắc là như vậy, nhưng mà nó rất nhiều đối tượng thì mình không thể nào mà ngồi mình chọn từng cái được, mình phải có một cách nào đó mình chọn nhanh, gọi là mình chọn theo diện rộng á nha. Thì cái đó mình vô email nè, adjustment, thì nó có một cái lệnh đó là replace color. Replace color. Rồi, replace color thì chúng ta sẽ kích một nút cộng nè. Là chọn, nhưng mà nó sẽ hút màu. Nó hút màu để nó lấy cái màu đó nó đổi. Thì những nút cộng để mình khi mà chọn một màu đó, nó sẽ lan ra nhiều màu khác. Ví dụ một tím nhưng mà nó có tím đậm, tím lợt, tím nhạt nha, thì mình cứ hút một màu trước thì nó lan qua đây. Mình sẽ chọn thêm những cái màu lân cận nó. Nhưng mà đừng chọn những cái màu đặc biệt, ví dụ đừng chọn màu trắng thì nó tưởng là cái nền màu trắng luôn á, nên chúng ta sẽ chọn những cái màu lân cận của nó thôi. À, những cái màu tím tím này này mình chọn hết, ở dưới mình đổ luôn cái huê này, mình đổ sang màu khác luôn, ví dụ màu đỏ này, hay chưa? Đó là cho ta thấy là nó đổ luôn không đó, đậm hơn hay nhạt hơn. Giờ mình chỉnh chỉnh màu ở dưới đó, rồi ok, để cho ta thấy là đổi màu rất là nhanh đó, tức là tất cả những gì mà nó giống màu tím á, là nó chọn hết. Đây, nhưng mà tiếng chẳng hết như vậy. À, ví dụ lần nữa, ví dụ chiếc xe hơi này cũng vậy nè. Chiếc xe hơi chúng ta cũng click G nhưng bảng lên. Rồi, chúng ta sẽ email adjustment, chọn là replace color. Rồi, nhận cái cộng nè. Rồi, sau đó chúng ta sẽ chấm vào cái màu vàng. À, thì chúng ta chọn thêm những màu vàng khác nữa, vàng đậm vàng nhạt, nhưng mà mình lưu ý mình đừng có chọn những màu trắng này nghe, thì nó nhầm tưởng, nó nhầm tưởng là màu trắng ở dưới này là nó đổ luôn á. À, người ta đổi màu trước đúng hay sai đã, ví dụ đổi sang màu xanh, đổi sang màu xanh lá như thế này. Đó, thì những chỗ nào mà nó chưa được đổi á, tức là mình chưa được hút hút hết, mình sẽ chấm thêm những màu vàng như thế này nè, để nó hiểu là mình nó còn sót á, mình chấm thêm để mà nó lan đúng hơn, nó chọn thêm thì màu nó đổi, nó mới đổ đều được. Đó, tất cả những cái màu để đổi là toàn bộ đó, thì tất cả những màu xanh nó đổi hết. Rồi, những ok là đổi màu như vậy, màu vàng thành màu xanh này, thấy nha, rất là nhanh. Đó, hay là cái hoa này cũng vậy, hoa tulip này cũng vậy, chúng ta cũng cần G. Rồi, chúng ta sử dụng của hút màu, hút màu vàng. Khoan, xin lỗi, đầu tiên chúng ta vô lệnh email adjustment, chúng ta xài cái replace color. Đó, mình hút cái màu vàng trước nè, rồi mình đổi sang màu khác nha. Ví dụ đổi sang màu đỏ đi, thì nó không đổ hết, chúng ta phải chấm thêm những một số màu này nè, để nó phân biệt được cái màu nào nên lấy á, thì nó đổ hết cho mình luôn. Đó, rồi mình dĩ nhiên mình giảm cái sắc độ màu xuống, hay là chọn cái màu nào khác nó phù hợp hơn á. Màu vàng rồi đúng không, chúng ta đổi sang màu xanh với ngày này, giảm sắc độ màu xuống mà không đẹp mà. Cái màu thế nó không đẹp, là một góc nó đẹp hơn ha. Rồi sang màu đỏ, đỏ chỉ sang màu đỏ nhẹ đi đó, rồi ok đó, vượt vàng sang sang màu cam cam này đi cho nó đẹp đi đó, với như vậy thì nó đổi nhanh đó mà, cái này là đổi màu nhanh trên diện rộng. Ok, xem một lúc mình làm cái này, phần này.